Hey, chào các bạn. Today we're going to study a conversation between an older sister and a younger brother. Now, the younger brother is having his headphones on, listening to something. Now, before we listen to the first part of their conversation, some keywords and phrases. Nghe nhạc. Nghe nhạc. Listening to music. Nghe nhạc. Nghe sách nói. Nghe sách nói. Sách nói. Book, speak, audiobook. Sách nói. Nghe sách nói. To say I am listening to, or you are listening to, or he is listening to, we add đang in front of nghe nhạc and nghe sách nói. Đang nghe nhạc. Đang nghe sách nói. Okay, now listen to the first part of the conversation and tell me, the brother đang nghe nhạc or đang nghe sách nói. Tối ngày nghe nhạc. Em đang nghe sách nói đó. Tối ngày nghe nhạc. Em đang nghe sách nói đó. Tối ngày nghe nhạc. Em đang nghe sách nói đó. Right, so the brother đang nghe nhạc or đang nghe sách nói. That's right. He's đang nghe sách nói. Đúng rồi. Okay, now for the next part of the conversation, the sister will ask, what book are you listening to? And the key phrase in her question is, đang nghe sách gì? Đang nghe sách gì? Gì, what? So, đang nghe sách gì? Listening to book, what? What book are you listening to? Right, now let's listen to the following part of the conversation and tell me, the brother đang nghe sách gì? Here's a hint for you. It's a book by a famous Vietnamese Buddhist teacher. Mày đang nghe sách gì đó? Dạ, sách của thầy Thích Nhất Hạnh đó. Mày đang nghe sách gì đó? Dạ, sách của thầy Thích Nhất Hạnh đó. Mày đang nghe sách gì đó? Dạ, sách của thầy Thích Nhất Hạnh đó. So, the brother đang nghe sách gì? Right, I hope you catch the name of the author. It's Thích Nhất Hạnh. Thích Nhất Hạnh. Okay, for the last part of their conversation, the sister will grab his headphones. But before that, she says, let me have a listen. And to say that in Vietnamese, để tao nghe coi. Để tao nghe coi. Right. Để tao nghe. Let me listen. Coi literally means see. So let me listen. Coi means let me have a listen. Let me give it a try. Let me listen to see how it's like or what it's like. Okay, now listen to the last part of the conversation and tell me, the brother đang nghe sách của Thích Nhất Hạnh hả? Does he really listening to a book by Thích Nhất Hạnh? Trời, để tao nghe coi.
câu chuyện của chúng ta bỗng có thêm một miếng bi hài vì... Cái này là thích nhất hạnh hả? Trời, để tao nghe coi. Câu chuyện của chúng ta bỗng có thêm một miếng bi hài vì... Cái này là thích nhất hạnh hả? Trời, để tao nghe coi. Câu chuyện của chúng ta bỗng có thêm một miếng bi hài vì... Cái này là thích nhất hạnh hả? Right, the brother đang nghe sách của thích nhất hạnh hả? Không phải, không phải. Great, now you've got the gist of the whole conversation, but let's go through the conversation line by line for more in-depth analysis. First, the sister says, tối ngày nghe nhạc. Tối ngày nghe nhạc. Okay, you already know nghe nhạc. What about tối ngày? Tối, night, ngày, day. Tối ngày, night and day. And apparently it means always. So tối ngày nghe nhạc. Always listening to music. Okay. Now the brother says, em đang nghe sách nói đó. Em đang nghe sách nói đó. He calls himself em, which is standard for a younger person or a younger sibling, right? Em. And at the end of his sentence, he adds the particle đó. This is a particle that is used to clarify or identify or giving some information. So in this case, he is clarifying, no, it's not music that I'm listening to, it's audiobook. And that's why đó is used. Now for the next two lines, please pay attention to the pronouns that the sister uses. For I, she say tao. And for you, she uses mày. This is a very common pair of pronouns used by older siblings, right? So instead of calling herself chị and calling the younger brother em, she uses tao and mày because she's older, and it's very casual, it's very common for an older sibling to use these pairs of pronouns. Great. Now she says, mày đang nghe sách gì đó? So once again, đó is used to clarify. She wants to know, she wants more information from the brother, and that's why đó is used. The brother answers, sách của thầy thích nhất hạnh đó. Sách của thầy thích nhất hạnh đó. Okay, book of teacher thích nhất hạnh đó. Okay, so in English you might say a book by, but in Vietnamese it's more common for us to say a book of. So sách của, and we call a teacher, a male teacher, thầy. So thầy thích nhất hạnh. And once again at the end, đó is used because he is giving a fact or giving an important piece of information, or he is clarifying what book he is listening to. Now, the sister, being very suspicious, says, wow, let me have a listen. So, trời, để tao nghe coi. Trời, để tao nghe coi. And she grabs his headphones and have a listen. And from the recording, you already know that it's not something by Thích Nhất Hạnh at all. And at the end, she says, cái này là Thích Nhất Hạnh hả? Cái này là Thích Nhất Hạnh hả? Cái này, this, là, is, Thích Nhất Hạnh hả? Okay, great. Now let's listen to the whole conversation again. You will see the script on the screen. Tối ngày nghe nhạc. Em đang nghe sách nói đó.
Mày đang nghe sách gì đó? Dạ, sách của thầy Thích Nhất Hạnh đó. Trời, để tao nghe coi. Câu chuyện của chúng ta bỗng có thêm một miếng bi hài vì... Cái này là Thích Nhất Hạnh hả? Tối ngày nghe nhạc. Em đang nghe sách nói đó. Mày đang nghe sách gì đó? Dạ, sách của thầy Thích Nhất Hạnh đó. Trời, để tao nghe coi. Câu chuyện của chúng ta bỗng có thêm một miếng bi hài vì... Cái này là Thích Nhất Hạnh hả? Tối ngày nghe nhạc. Em đang nghe sách nói đó. Mày đang nghe sách gì đó? Dạ, sách của thầy Thích Nhất Hạnh đó. Trời, để tao nghe coi. Câu chuyện của chúng ta bỗng có thêm một miếng bi hài vì... Cái này là Thích Nhất Hạnh hả? Okay, now we've learned so many useful phrases and expressions from this conversation. Let's spend some time reviewing them with me. First of all, to say always, a very slangy way is tối ngày. Tối ngày. So always eat. Tối ngày ăn. Always sleep. Tối ngày ngủ. Always listening to music. Tối ngày nghe nhạc. Always go out. Tối ngày đi chơi. Now if you want to say I'm listening to music, then you say đang nghe nhạc. Đúng rồi. Now I'm listening to an audiobook. Đang nghe sách nói. Đúng rồi. I'm listening to a podcast. Đang nghe podcast. Right. Now if you want to say I'm listening to a book by Thích Nhất Hạnh, for example, then yeah. Đang nghe sách của thầy Thích Nhất Hạnh. I'm listening to music by Dua Lipa. Then đang nghe nhạc của Dua Lipa. Đúng rồi. Okay. Finally, if somebody offers or recommends to you let's say a new podcast, you can say, oh, để em nghe coi. Để em nghe coi. Right. If somebody offer you like a new drink, a smoothie or something, then you can say, yeah, để em uống coi. Để em uống coi. Right. Now if somebody offer you a dish you haven't tried before, you can say, yeah, để em ăn coi. Đúng rồi. Okay, that's it for today. I hope you liked the lesson. In the comment section, please share with me. Bạn đang nghe nhạc gì? Bạn đang nghe sách nói gì? Or bạn đang nghe podcast gì? I look forward to your recommendations so I can để em nghe coi. Bye bye.